Khán giả về chuyến buổi trưa của chú anh chị. Đúng rồi, chạy đi thẳng như vậy đó. Chụp không, đưa máy làm chụp dùm cho. Lại có máy chụp mẹ chụp không? Chụp máy chị. Chụp máy chị, máy lại cũng được. Em nó gặp em. Dạ con chào cô, chào hai chị. Hai chị trong đi. Đi. Con ra chụp ba người đi. Dạ vô trong đi. Đứng đây. Cô với chị chụp hình của chú anh chị buổi trưa bàn thờ của chú Vũ Linh ha. Đó, fan hâm mộ của chú. Dạ con chào chú. Vinh Úc. Úc. Dạ ở Úc. Đó, chị Vinh đó. Đó không? Đó. Chị Kiều Úc. Đây. Có cái đúng quả ở đây nè mẹ. Chú hành xe luôn ha. Ở đây mọi lần có Hồng Loan đồ lên nè, con của Vũ Linh đó. À, vậy là chú con có theo dõi kênh. Có Hồng Loan đồ lên đây nè. Dạ. Lâu cái lên rồi. Vũ Linh lên ba đó à. Ở dưới cũng gần nhà, tôi Tân Định. Dạ. Ở đây Phú Nhuận. Dạ. Gần nhà. Cũng gần nhà con. Ở bển về đó, phải sẵn vô bộ thăm mộ ông già. Dạ. Nói thôi để đi ra thăm mộ Vũ Linh, thắp Vũ Linh cho nhang. Ủa vậy là ảnh là người Úc hả chứ? Mấy ôi anh nói tiếng Việt được luôn á. Ảnh nghèo Mỹ luôn hả chú? Tốt anh chú Huệ với lại nói tiếng Việt dành quá. Ở đây thắp cho Linh nhỏ tôi 1 tuổi. Vậy là chú lớn hơn chú Vũ Linh 1 tuổi. Gia đình cũng mến mộ. Lên đây. Thắp cho cái nhang để ca hay quá. Chú Vũ Linh ca hay quá. Chú là chú hát ở Úc nhiều. Hồng Loan lên đây hoài. Hồng Loan lên đây thăm mộ ba hoài. Cảm ơn mấy anh. Dạ. Dạ, giờ gia đình qua hấp hương cho cô Hanh Kim Huệ của chú anh chị. Dạ, giờ gia đình qua chú Huỳnh Sang. Dạ cô. Cô lại đốt cho chú Hoàng Sa. Thấy ảnh nói rành hả? Chị anh về Việt Nam lâu chưa chị? Dạ, vì ảnh like. Dạ. Con đó là chị dâu. Dạ. Còn anh kia là anh của chị dâu. Vậy cô này là mẹ ruột anh hả? Đây là mẹ ruột của anh. Dạ. Mẹ Việt Nam cha Mỹ. Dạ. Chạy cho chú đang câu mảnh cho. Chú đang câu mảnh. Chú Anh Tú. Rồi, còn hai cây lớp gần đây chú Thăng Hùng được rồi. Ủa vậy là mấy chị là ở Úc hả? Dạ.
Hồi nãy em nghe nói mấy chị ở Úc. Đâu? Có đâu ở Úc? Mỹ. À, ở Mỹ, Mỹ thôi hả? À. Tại nãy cái chú nãy vô. À. Nãy nghe chú nói gì mà mấy chị ở Úc về. Dạ. Vậy là bữa nay mình đi viếng mộ người nhà và ghé viếng chú Vũ Linh. Ảnh cao quá ha. Cấm đi ngã không? Dạ. Dạ, em chào gia đình, chúc anh chị thật là nhiều sức khỏe. Ở mộ của chú Vũ Linh, của chú anh chị là có gia đình đến viếng mộ chú Vũ Linh ha. Chắc là lần đầu tiên gia đình mình đến đây hả chị? Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Chúc anh chị thật là nhiều sức khỏe. Ủa cái này là 5 đô hả? Không anh, 2 đô, có chữ tù nè. Đô 2 đô. Ồ, bữa nay là mấy anh em là được nhận được cái lọc đô của chú anh chị. Đó. Nhưng mà giờ anh sống ở Việt Nam hả? Sống ở Việt Nam. Chú anh chị rất là vui ha. 2 đô. Rồi bây giờ là gia đình đi về cô chú anh chị. Dạ em chào anh chị. Dạ con chào chú, chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ chú lấy xe luôn. Dạ chào anh, dạ chúc anh nhiều sức khỏe. Dạ em cảm ơn anh. Nó cũng anh chị giờ cũng mới về nè, nãy giờ viếng chú Vũ Linh nè, bây giờ ngồi nghỉ nãy giờ nắng giờ ra về. Dạ rất là dễ thương ha. Nói tiếng Việt anh mà ở sống ở Việt Nam mà. Và tới đây thì cái video của Hiền Tiên xin khép lại nha. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có buổi trưa tốt lành.